Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thảo Yên và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Thế giới của Đài Radio Sài Gòn TV từ cà phê sáng. Chương trình của chúng tôi đang được phát hành live trên hệ thống của đài băng tần 56.10 ở miền Nam Cali, 16.11 ở Bắc Cali và 27.6 ở Houston, Texas. Chúng tôi cũng không quên nhắc lại quý vị, chúng tôi có trên nền tảng social media Facebook và YouTube. Quý vị có thể ấn like và subscribe để mà theo dõi những chương trình nào mà chúng ta không thể theo dõi live được, chúng ta có thể coi lại vào sau đó. Ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin liên quan đến những cái vấn đề nổi bật trong những cái chiến trường thế giới cũng như là thời sự thế giới ngày hôm nay. Và để mở đầu thì Thảo Yên sẽ mở đầu bằng bản tin về thời tiết. Thưa quý vị, hôm nay đó thì buổi sáng trời vẫn tiếp tục có nhiều sương mù, nhưng mà đến trưa hôm nay thì nhiệt độ tăng cao hơn hẳn so với những ngày trước. Hôm nay trung bình lên khoảng đầu 84-85 độ, ngày mai vẫn tiếp tục nóng như thế này, ngày mai có thể lên gần 88 độ, nhưng mà từ thứ năm đó thì nhiệt độ nó xuống nhẹ nhẹ một tí, đến thứ bảy cho đến chủ nhật sẽ là hai ba ngày mà nóng nhất ở trong cái tuần này, có thể lên 89 ở tại khu vực Westminster, nhưng mà ở Garden Grove hoặc là đi dần về Anaheim hay là Inland Empire đó, thì cuối tuần có thể lên 90 mấy độ. Phải qua hết cuối tuần này thì cái đợt heat wave này nó mới qua đi, nhiệt độ quay trở về cái mức là 70 mấy độ thôi quý vị. Dạ vâng. Lê Thái cập nhật về những vấn đề liên quan đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ cũng như là thế giới. Tính đến buổi sáng ngày hôm nay thì chỉ số Dow Jones đã giảm 174.24 điểm, tương đương là 0.41%. Riêng Nasdaq đã giảm mạnh là 332.57 điểm, tương đương là 1.83%. S&P giảm tiếp với lại con số là 57.20 điểm, tương đương là 0.99% so với ngày hôm qua, thì rất mạnh ngày hôm nay thưa quý vị. Công trái phiếu 10 năm và công trái phiếu 5 năm, 2 năm tiếp tục giảm trong ngày hôm nay, lần lượt là 0.072, 0.07 và 0.036. Riêng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là thị trường của giá vàng cũng như giá dầu cũng tăng mạnh trong ngày hôm nay. Dầu tăng 4.44%, tương đương là 3.03. Riêng giá vàng cũng là tăng lên nhẹ là 0.96%, tương đương là 25.5, so với ngày hôm qua thì cũng tăng lên nhẹ thưa quý vị. Riêng thị trường tài chính đồng đô la chúng ta thấy rằng tăng giá rất là mạnh sau khi mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đó là ông Powell đã phản đối các khoản cắt giảm lãi suất lớn, như là đồng đô la nó tăng giá mạnh vào ngày thứ ba vừa qua, khi mà ông đã phản đối các khoản cắt giảm lãi suất lớn hơn. Riêng đồng yen của Nhật Bản thì ổn định gần mức giữa phạm vi so với đồng Mỹ Kim trong vài tháng qua. Sau 2 ngày biến động vì ảnh hưởng khi mà các nhà giao dịch người ta đánh giá về cái vị thủ tướng mới sắp lên của Nhật Bản và nội các của ông như thế nào, thì nó là gây biến động cái thị trường tài chính của Nhật Bản trong vài tháng qua. Riêng đồng đô la của Úc thì tiến gần đến mức cao nhất từ ngày thứ hai cho tính đến sáng ngày hôm nay, sau những cái dữ liệu bán lẻ trong nước cảm giác là nó lạc quan hơn. Trong khi thì đồng euro được thiết lập để mà giảm ngày thứ ba liên tiếp sau khi mà nó lạm phát, khiến cho khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng này cũng cao hơn. Riêng các nhà giao dịch vẫn chắc chắn rằng là Cục Dự trữ Liên bang cũng sẽ cắt giảm thêm một phần nữa tại cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tháng 11, nhưng đã cắt giảm kỳ vọng xuống mức là 50 điểm cơ bản, xuống còn là 35.4% từ mức là 53.3% một ngày trước đó. Riêng Cục Dự trữ Liên bang người ta cũng đã bắt đầu cái chu kỳ nới lỏng của mình bằng cách là họ sẽ cắt giảm nửa điểm lớn hơn dự kiến vào tháng trước và tính đến tháng này. Theo dữ liệu sản xuất và báo cáo việc làm tiếp tục là vượt kỳ vọng trong tháng này, và đồng Mỹ Kim cũng có thể là chứng kiến một cái sự phục hồi đáng kể trước khi mà cuối cùng tiếp tục những cái xu hướng giảm trong ngày hôm nay. Riêng chỉ số đô la ngày hôm nay thì đã tăng lên là 0.4%, lên là 101.11, đánh dấu là mức cao nhất trong một tuần vừa qua sau khi mà chúng ta nhận thấy là cái mức giảm hàng tháng thứ ba liên tiếp
vào ngày thứ Hai ngày hôm qua, với mức giảm gần 1% vào tháng 9, và đồng yen tương đương với đồng đô la cũng tăng là 0.1% lên là 143.57 yên sau khi mà giảm mạnh từ mức cao nhất là 146.495 yên vào ngày thứ Sáu xuống mức thấp nhất là 141.65 yên vào ngày thứ Hai. Dầu thì cũng đã giảm hơn 2% vào ngày hôm nay do cái nguồn cung nó mạnh hơn, tăng trưởng nhu cầu toàn cầu nó yếu cũng đã lấn át về cái nỗi lo ảnh hưởng dầu bởi cái cuộc chiến ở Trung Đông trong những cái khu ngày vừa qua, trong những tháng vừa qua. Riêng giá dầu thô Brent giảm 1.49 Mỹ kim, tương đương là 2.08%, xuống còn 70.21 Mỹ kim một thùng vào 8:40 sáng ngày hôm nay. Giá dầu thô của Mỹ cũng đã giảm là 1.55 Mỹ kim, tương đương là 2.27%, xuống còn là 66.62 Mỹ kim. Chúng ta thấy rằng là tại Hoa Kỳ thì dự lượng mà dự trữ dầu thô và nhiên liệu cũng đã giảm khoảng là 2.1 triệu thùng trong tuần vừa qua tính đến ngày 27 tháng 9. Thưa quý vị, với cái vai trò của chính quyền Iran đứng đằng sau mà họ sử dụng là cái tổ chức Hezbollah, tổ chức khủng bố đó, đi kích động và gây ra một số những cái cuộc chiến ở các nơi ở trên thế giới, thì ở ngay tại Hoa Kỳ này đó, bây giờ rất nhiều các nhà đấu tranh, đặc biệt là về nhân quyền cho cái vấn đề ở tại khu vực Trung Đông, mới đây họ lên tiếng là có một ông đó, ông này hiện nay cái vỏ bọc bề ngoài của ổng là một giáo sư ở trường đại học Princeton, thế nhưng thực chất ông này là lobbyist của chính quyền Iran cài vào Hoa Kỳ suốt bao nhiêu năm nay, và bây giờ đó người ta đang vạch trần ra cái bộ mặt của ổng, và họ kêu gọi các trường đại học không mời ông này tham dự những cái cuộc hội thảo đặc biệt liên quan đến tất cả những cái vấn đề về chiến tranh Iran, Israel vân vân, bởi vì cái vai trò của ổng, ổng có một cái mối liên hệ thực chất, trước đây đã giữ cái chức vụ là đại sứ của Iran ở tại Đức, thưa quý vị, nhưng mà giờ đây thì lại giả mang cái danh là một học giả để mà đi tuyên truyền cho chính quyền của Iran. Thì đây là hình ảnh của Syed Hossein Mousavian. Ông này đó hiện nay ổng đang là giáo sư ở Đại học Princeton, thưa quý vị, nhưng mà ổng ở Đại học Princeton thì họ có những cái chương trình, họ lập ra một cái chương trình họ gọi là khoa học và an ninh toàn cầu, và ổng giữ cái chức người lãnh đạo của cái chương trình này, gần giống như là vừa là giáo sư nhưng mà vừa là cố vấn cho Princeton, đặc biệt là ổng sẽ đưa ra những cái đối sách đối với cái những cái dự án của hạt nhân của chính quyền Iran. Thì thường những cái trường đại học Princeton, những cái trường đại học danh giá, họ có những cái chương trình như thế này, họ đưa ra những cái đối sách có thể là cung cấp cho phía chính phủ Hoa Kỳ cố vấn về những cái vấn đề đối ngoại như thế này. Và đáng lý ra trong tuần này, thưa quý vị, ông Mousavian này ổng sẽ xuất hiện ở tại Đại học Dartmouth để mà là một khách mời, có những cái bài diễn thuyết liên quan đến một cái hội thảo họ lập ra, họ gọi là Israel và Iran tương lai nào cho Trung Đông. Nhưng mà bây giờ đó, các nhà đấu tranh về nhân quyền đó, họ nói là ông này không có cái tư cách xuất hiện ở những cái cuộc hội thảo như thế này, bởi vì trong quá khứ từng là đại sứ Iran ở Đức, và dưới cái thời ổng nắm quyền suốt 7 năm trời thì tổng cộng có 24 nhà bất đồng chính kiến gốc người Iran bị giết ở các quốc gia châu Âu mà người ta nghi là ông này ổng thu thập tin tức chỉ chỗ chỉ điểm, và Hezbollah đã đi ám sát những người bất đồng chính kiến này. Thì đây là hình ảnh của Mousavian vào thập niên 90 đây, thưa quý vị, và đây là lúc mà ổng ngồi ở trong văn phòng của ổng khi ổng giữ cái chức đại sứ của Iran tại Đức, và ổng giữ cái chức này như vậy suốt từ năm 1990 đến 1997. Thế nhưng bắt đầu khi mà nhận cái chức vụ này đó, thì bây giờ phía các nhà bất đồng chính kiến Iran đó, họ nói là ông này thực chất ổng ngồi ở trong office nhưng mà ổng đi thu thập tin tức và tìm kiếm truy lùng những nhà bất đồng chính kiến gốc người Iran và cả những người Kurd nữa. Và để rồi vào năm 1992 đã xảy ra một cái vụ thảm sát chấn động thế giới ở tại Đức, một cái nhà hàng gọi là McDonald's, thưa quý vị, ở tại Berlin,
bốn nhà bất đồng chính kiến gốc người Kurds họ ở đây và đã bị một cái nhóm sau này đó, Hezbollah tự nhận là chúng, đã nhào vào và nổ súng liên tục khiến cho giết bốn người trong này thưa quý vị. Mà sau 5 năm trời điều tra thì cuối cùng tòa án của Đức kết luận là do một cái ủy ban của Iran gọi là ủy ban các vấn đề đặc biệt đã ra lệnh cho mật vụ của Iran dưới cái vỏ bọc là Hezbollah đi giết chết những người này. Thì cái vụ này gây ra giữa thanh thiên bạch nhật, chúng không có che giấu luôn. Và sau đó thì suốt 7 năm ông Mousavian này, ông làm đại sứ Iran tại Đức, thì không riêng bốn người này mà tổng cộng 24 nhà bất đồng chính kiến gốc Iran đã bị thủ tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Vâng, thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Precious Implant Dental ngay trên đường Bosa phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ. Giúp chồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ nhanh chóng thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949 629 0103.